Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 67 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian của quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 67 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc ở trong đại mạc Tây Hoang, Diệp Húc chỉ kịp thu 2 tầng đầu của quân thiên tiên pháp 9 tầng của Úc Khánh Sơn. Từ tầng thứ 3 chưa phân giải xong kia, hư ảnh ngọc thủ Phật Đà đã liền ép xuống. 2 tầng đầu của tiên tháp của Úc Khánh Sơn còn cất giữ rất nhiều linh mạch. Kẻ này quả thật đúng là con trời, số phận hưng thịnh, cất giữ rất nhiều linh mạch. Dù là Diệp Húc cũng phải xấu hổ, tự thẹn là không bằng. Linh mạch hắn ta có, không có cái nào là nhất giai linh mạch. Phần lớn là nhị giai, có hơn 70 điều, mà tam giai linh mạch thì có hơn 8 điều. So với Diệp Húc còn phong phú hơn rất nhiều. Thậm chí kẻ này còn cất giữ một điều linh mạch bích thanh bị chấn áp trong một khẩu đại đỉnh. Tôn đại đỉnh này tên là Tam Tài Đỉnh, uy năng không kém thiên địa, hồng lô mà Diệp Húc thu được trong Côn Luân Thánh Địa Cổ. Công dụng lớn nhất là chấn áp. Điều linh mạch bích thanh sắc này bị nhốt trong đỉnh vẫn bơi qua bơi lại. Linh khí mà nó chứa đựng cực kỳ khổng lồ. Diệp Húc có thể cảm nhận được lượng linh khí đó phải tương đương với hơn 100 điều tam giai linh mạch. Vận khí của kẻ này quả thật tốt hơn ta không biết bao nhiêu lần kìa. Diệp Húc cảm thán một câu, yên tâm thoải mái thu tất cả linh mạch vào trong tầng thứ 2 ngọc lâu của mình. Một luồng ý niệm của hắn giáng vào trong ngọc lâu tầng thứ nhất, gọi Hắc Hùng ra, trầm giọng mà nói: Phách Thiên, lão gia cần một số lượng đan dược lớn. Những linh đan rượu dược ngàn năm lão gia thu trong Côn Luân Thánh Địa Cổ, ngươi cầm luyện đan hết đi. Có khẩu thiên địa hồng lô này, ngươi hẳn là có thể luyện ra linh đan mà tam đan cảnh cần chứ. Hùng Bi sớm đã mơ ước vạn phần cái thiên địa hồng lô này, vội vàng cười nói: Lão gia yên tâm, có cái lò lớn này tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược thượng thừa, không lo lò bị nổ. Diệp Húc gật đầu nói: tất cả dược tài trong ngọc lâu của ta cho ngươi dùng cả. Thế nhưng linh dược ngàn năm dù sao cũng không có nhiều đâu. Nếu như nổ một lần, ta liền lột ra ngươi kìa. Hùng Bi nghe vậy dùng mình một cái, liền liên tục gật đầu. Diệp Húc giao thiên địa hồng lô và rất nhiều linh dược ngàn năm cho nó. Còn chưa rời khỏi ngọc lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi chỗ Hùng Bi ở dâng lên một luồng khói đen. Nổ lò sao? Diệp Húc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Số lượng linh dược ngàn năm hắn có cũng không nhiều, chỉ có hơn 400 gốc. Lãng phí một gốc liền thiếu đi một gốc. Lão gia, không phải là nổ lò, không phải nổ lò đâu. Hùng Bi cuống quýt xông lên trời cao, xua tay mà nói: Tiểu Hùng đang kiểm tra hỏa lực của cái lò này, quả nhiên đủ mạnh mà, không phải nổ, không phải nổ. Diệp Húc hừ mạnh một tiếng, rời khỏi ngọc lâu, chờ thương thế của Khoa Phụ Mão khỏi hẳn. Chỉ cần Khoa Phụ Mão khỏi, hắn liền có thể lập tức luyện chế cửu đỉnh. Nếu đến lúc đó Hùng Bi luyện thành tất cả đan dược rồi, hắn rất nhanh liền có thể nâng cao cảnh giới, chữa khỏi đôi mắt cho bản thân. Trong 3 ngày này, đại phu y Khoa Phụ Minh Nguyệt lại đến vài lần đổi dược cho Khoa Phụ Mão. Tên đại hán khôn ngô này cuối cùng cũng khỏi hẳn, từ trong dược thùng nhảy ra, giãn gân giãn cốt. Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm người mù 3 ngày khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Diệp lão đệ, chúng ta đi, ta dẫn đệ đi xem Phù Tăng Hoa. Diệp Húc đi theo hắn ra khỏi phòng bệnh, đi đến phía trước. Cây phủ tang to lớn không gì sánh được, cao không thể lường, quả thật giống như một thế giới độc lập. Mỗi một cành cây đều to không thể tưởng tượng. Không ít chậc cây bị người Khoa Phụ tộc mang đến từ ngọn núi lớn, thậm chí trên thân cây khổng lồ kia còn có những con sông lớn đổ ra từ trên cao ầm ầm lao xuống, chảy xung quanh thân cây. Gốc đại thụ này thô to đến tình cảnh không thể tin nổi. Khoa Phụ Mão thả người nhảy lên cao vài trăm thước, hạ xuống một chạc cây ở phía trên. Diệp Phúc vốn định dùng sức nhảy lên, đột nhiên thất thanh cười nói: Ta hồ đồ rồi, ta
ta cũng không phải khoa phú, không thể bay, cần gì phải nhảy tới nhảy lui như vậy. Hắn phóng người lên, vững vàng đi theo phía sau khoa phụ mão. Chỉ thấy khoa phụ mão nhảy tới nhảy lui trên các cành cây thô to, không biết nhảy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Húc dừng ở bên người của hắn, thông qua vu bảo quan sát bốn phía. Chỉ thấy trên nhánh cây phù tang này mọc ra những bông hoa màu tím lớn. Những bông hoa đó cũng phải có hàng ngàn bông, nở ra rất đẹp, nhưng nhiệt độ cực cao, từ xa liền cảm giác được hơi nóng mênh mông kéo tới. Phòng hoa trong hoa phù tang là cây phù tang hấp thu thái dương chân hóa và linh khí mênh mông cùng với địa khí, địa hóa vô cùng thuần khiết, là nơi tốt nhất để luyện chế vu bảo, cũng là nơi tốt nhất để tu luyện đại càn khôn vu đồ. Khoa phù mão mang Diệp Phúc đến một đóa hoa lớn, hắn lên tiếng nói: "Nhưng mà hoa phù tang cực kỳ là quý báu, ngoại giới có không ít người định trộm hoa phù tang của tộc ta đi luyện chế vu bảo. Bởi vậy, tộc của ta phái rất nhiều cao thủ canh gác, thủ vệ xâm nghiêm. Nếu như người là người lại tiến đến, chắc chắn tìm một cách mà tra hỏi." Diệp Húc càng đi đến gần, càng cảm thấy hoa phù tang thật lớn. Đợi hắn đi đến trước mặt, chỉ thấy mỗi một bông hoa phù tang đều to tầm 10 mẫu, che khuất tầm mắt của hắn. Trước mỗi một bông hoa phù tang đều có một gã khoa phụ bảo vệ, tránh cho bị người đánh cắp. Khoa phụ canh giữ trước bông hoa này tuổi không nhỏ, chòm râu dài từ cằm ông ta thả xuống đến tận lòng bàn chân, vẫn còn có 3-4 thước nữa. Khoa phụ này ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, mở miệng nói chuyện, thanh âm càng to hơn: "Tiểu Mã Mão, ngươi mang người lại đến đây là có chuyện gì vậy?" "Kiều Thúc à, vị này chính là bằng hữu của cháu, cháu mượn hoa phù tang để luyện chế vu bảo." Khoa phụ mão cười nói. Lão già khoa phụ này nghiêng đầu liếc Diệp Húc một cái. Diệp Húc trong tâm thấp thỏm, đã thấy ông ta vung tay áo lên: "Vào đi." Diệp Húc buồn bực vạn phần: "Ngay cả hỏi ta tiên gì cũng không có hỏi, đây là kiểm tra chặt chẽ theo lời của Hữu Tà huynh nói hay sao? Khoa phụ tộc thật sự giống như cây phù tang qua loa đại khái như vậy sao?" Khoa phụ mão đưa Diệp Húc vào trong hoa phòng. Trong bông hoa phù tang này, hướng lão già kia oán giận mà nói: "Kiểu Thúc à, Tiểu Mã Mão là tên trước đây của cháu, giờ cháu trưởng thành rồi, Thúc hẳn lên gọi tên tự của cháu đi, Hữu Tài, khoa phụ Hữu Tài kìa." Lão già khoa phụ kia đánh một quyền thật mạnh lên ngực của hắn, cười ha ha rồi nói: "Tiểu tử, trong lòng Kiều Thúc người mãi mãi là Tiểu Mã Mão mặc khố kia mà thôi, là cái tên mặc quần thùng đít kia kìa." Khoa phụ mão mặt khổ kêu lên: "Kiều Thúc à, xương sườn của cháu gãy, Minh Nguyệt tỉ tỉ vừa mới chữa khỏi cho cháu thôi, lại bị Thúc đánh gãy rồi kìa, cháu còn phải về nằm 4-5 hôm ngày nữa mới khỏi được kìa." Diệp Húc đi vào trong hoa phòng, trước mắt đều là thái dương chân hỏa hừng hực. Không ngờ so với thái dương chân hỏa, hắn luyện chế còn tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần, trong lòng không khỏi vui vẻ. Quả nhiên là thánh địa luyện bảo mà. Bên trong hoa phòng, bông hoa phổ tăng này đều to hơn 10 mẫu. Bên trong không chỉ có thái dương chân hỏa, còn có địa linh khí và địa khí vô cùng nặng. Đây là một cái rễ của cây phù tang đâm sâu vào trong lòng đất, rút địa khí và linh khí ra, dưỡng dục cho hoa phù tang. Cùng lúc đó, cành lá cây phù tang không ngừng hấp thu thái dương nguyên khí từ không trung, hóa loại tinh lực này thành thái dương chân hỏa. Mỗi một bông hoa phù tang đều tương ứng với một lò lửa cực lớn. Khoa phụ tộc tu luyện đại càn khôn vũ đồ cấm pháp, những thứ cần đều là linh khí, địa khí và thái dương chân hỏa. Lấy địa khí cường tráng thân thể, lấy thái dương chân hỏa tu luyện thân thể. Bởi vậy, xưng hoa phủ tang là thánh địa luyện bảo tuyệt không khoa trương. Trong phòng hoa, chẳng những là thánh địa luyện bảo, đồng thời cũng là thánh địa tu luyện. Một động phủ thật lớn, đồng thời cũng là một thánh địa luyện đan. Diệp Húc không khỏi cảm thán sự thần kỳ, huyền diệu của tạo vật. Ai có thể nghĩ đến một gốc đại thụ như vậy, bông hoa lớn như vậy, lại có nhiều công dụng đến như thế. Xem ra, tổ tiên của khoa phụ tộc cướp đoạt cây phủ tang của Đông Hoàng gia không phải là không có đạo lý. Cây phù tang quả thật là sinh trưởng vì bọn họ mà. Gốc phù tang cổ thụ này, rễ của nó chỉ sợ đã đâm sâu vào không biết bao nhiêu dặm trong lòng đất rồi. Gốc rễ dài rộng, bao phủ không biết bao nhiêu dặm, bản thân nó liền tương đương với một linh mạch vô cùng khổng lồ. Khó trách khoa phụ tộc và Đông Hoàng gia rằng có nhiều năm như vậy mà vẫn trường thịnh như trước. Hắn khoanh chân ngồi xuống, rời xa thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa nơi đây so với chân hỏa hắn luyện chế còn nóng hơn không ít. Dù là bản thân Diệp Húc cũng không thể đứng lâu trong hỏa được. Hắn lấy ra hơn 10 kiện vu bảo lấy được từ trong tay Úc Khánh Sơn, tế khởi ở bên trong thái dương chân hỏa, nung chảy những bảo vật đấy. Vu bảo Úc Khánh Sơn thu giữ, mỗi thứ đều cực kỳ mạnh, không hề kém Lô Bồng, thậm chí một số vu bảo cùng cấp độ với Kim Kiều.
ngay cả hắn cũng không thể phát ra uy lực của vũ bảo. Chất lượng cao đến đáng sợ, chỉ có cường giả tam thần cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của những vũ bảo đấy. Nếu như Diệp Húc dùng Thái Dương chân hỏa của bản thân, chưa chắc đã có thể đốt cháy những vũ bảo đó ra. Nhưng Thái Dương chân hỏa trong hoa phòng có nhiệt độ cực cao, dù là kim kiều cũng có thể đốt cháy ra rất nhanh được. Từng kiện vũ bảo có uy năng hùng mạnh cực đoan bị tiêu hủy đi tất cả uy năng trong Thái Dương chân hỏa, trở thành tài liệu nguyên thủy nhất. Hủy đi nhiều vũ bảo như vậy, Diệp Húc lại không thể cảm thấy tiếc nuối chút nào, giơ tay triệu hồi những tài liệu bị đốt ra, hắn thầm nghĩ. Đúc lại những vũ bảo đó, luyện chế kiều đỉnh, chất lượng chắc chắn phải hơn kiều đỉnh trước đây gấp trăm lần. Nhưng mà chỉ có Thái Dương chân hóa cũng không thể hoàn toàn tẩy trừ những tạp chất kia, ta còn cần Thái Âm Xích Huyết Thần Diễm liên tục rèn luyện nữa. Hắn khẽ động tâm niệm, Thái Âm Xích Huyết Thần Diễm trào ra từ trong ngọc lâu trên đỉnh đầu, làm lạnh tài liệu nóng rực kia, lập tức lại mang đám tài liệu đó đưa vào trong chân hỏa. Cứ như thế, tất cả tài liệu trở nên nguyên chất như một. Thái Dương chân hỏa trong phòng hoa phủ tang so với của hắn còn tinh thuần hơn rất nhiều, tài liệu sau khi rèn luyện rồi cũng nguyên chất hơn trước, chất lượng được nâng cao trên diện rộng. Nhất thần phân hóa, kiều đỉnh kiều nguyên. Diệp Húc thẳng thân dựng lên, vận chuyển tâm pháp phạ ra trung châu, đôi tay biến hóa khôn lường, đánh ra đủ loại ấn pháp phù văn dung nhập vào bên trong tài liệu, đem những tài liệu đó luyện thành chín khẩu đỉnh phôi. Hắn đồng thời rèn chín khẩu đại đỉnh, do có dư lực lại lấy ra hơn 10 kiện vũ bảo đưa vào trong Thái Dương chân hỏa, lặp đi lặp lại rèn luyện. Sau đó lấy tài liệu chiết xuất ra, đưa tất cả đánh vào trong đỉnh, khiến kiều đỉnh thành hình. Thật đáng tiếc, chín con hỏa giao long ta thu được kia đã bị cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa ở trong đại mạc Tây Hoang triệu tập Ngọc Thủ Phật Đà đánh cho chấn vỡ chết hết. Nếu không luyện chế chín khẩu đại đỉnh này sẽ dễ hơn một chút rồi. Hắn làm tan ước chừng hơn 100 kiện tài liệu mới hoàn toàn tạo ra được kiều đỉnh. Nếu là có người khác ở đó nhìn hắn phá hủy nhiều bảo vật tam thần cảnh như thế, chỉ để luyện chế ra chín khẩu đan đỉnh tam đan cảnh, chắc chắn sẽ phải lắc đầu liên tục. Ngoài miệng dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng sẽ mắng to là một kẻ phá gia chi tử. Qua thật lâu sau, kiều đỉnh cuối cùng cũng hoàn toàn định hình, thậm chí cả Thái Dương chân hỏa trong hoa phù tang cũng không thể đốt cháy. Chỉ thấy kiều đỉnh ầm ầm mà rơi xuống đất, rơi vào trong Thái Dương chân hỏa, làm cho bông hoa phù tang này rung lên dữ dội. Cái này cũng là vì kiều đỉnh dung nhập nhiều tài liệu như vậy, chỉ một khẩu đại đỉnh thôi, trọng lượng đã vượt qua thường nhân có thể tưởng tượng. So với kim kiều Diệp Húc đoạt được kia còn nặng hơn 10 lần. Bởi vậy, mặc dù là bản thân Diệp Húc cũng không thể chống đỡ kiều đỉnh, để cho chúng nó lơ lửng ở trên không trung. Bàn tay Phật Đà kia chụp vỡ đại mạc phía dưới lập tức tiêu tán. Sau một lúc lâu, chỉ thấy vài vị cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa đỉnh đầu đính bảo tháp tới, nhìn cử động tối om phía dưới hồi lâu không có nói gì. Chúng ta tới chậm một bước rồi. Một vũ sĩ trung niên mặt mang vẻ tận thế đi tới, thở dài nói. Một lão già tóc trắng xóa bi phẫn nói. Ma đầu, thật sự là ma đầu. Ngay cả đệ tử xuất sắc nhất của thánh địa ta cũng bị kẻ này chém giết. Cái tên tiểu ma đầu kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đệ tử bồi dưỡng bí mật của ma đạo, chuyên dùng để đối phó với đồ đệ Úc Khánh Sơn của ta hay sao? Hắn có thể thao túng vu báo, liều mạng với chúng ta. Kẻ này không phải Đặng Nguyên Giác, Hoàng Tuyển Ma Tông, cũng là hầu nhân vực rồi. Nghe nói hai người kia là một trong những đệ tử xuất sắc nhất Ma Tông, tu thành nguyên thần, không hề kém chúng ta chút nào cả, cũng có vô số bảo vật ở trong tay. Nếu như Úc Khánh Sơn gặp phải hai kẻ này, quả thật không còn đường sống. Trong đó hầu nhân vực cũng có thể chất đặc thù, là nhân vật lợi hại, có thể vấn đỉnh vu hoàng tương lai. Hoàng Tuyển Ma Tông muốn khai sáng với Tiểu Quang Minh Thánh Địa chúng ta hay sao? Cũng may thi thể của Úc Khánh Sơn không bị người này thu đi, chỉ sợ kẻ này không phải hầu nhân vực mà là Đặng Nguyên Giác rồi, không biết bí mật lớn nhất của thể chất đặc thù. Một vị cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa trong đó giơ ra một chiêu, chỉ thấy bên trong cửa động tối om kia thi thể của Úc Khánh Sơn từ từ nổi lên, đầu của hắn bị mấy người kia trực tiếp bỏ qua, ánh mắt dừng trên đan điền của hắn. Thể chất đặc thù quý báu nhất chính là nguyên thần và tinh khí. Úc Khánh Sơn chính là mộc đức cú mang chi thể, nguyên thần cậu ta chính là mộc đức đại đế trong ngũ đức đại đế cổ. Nguyên thần cú mang, tinh khí trong cơ thể cũng là tinh khí cú mang đại đế. Có được loại nguyên thần và tinh khí này liền có tư bản để vấn đỉnh vô hoàng, thậm chí là thiên đế kìa. Một vị trưởng lão thánh địa giơ tay chụp tới đan điền Úc Khánh Sơn, chỉ thấy trong đan điền Úc Khánh Sơn một gốc cây xanh mượt bị hắn ta móc ra. Gốc quái thụ này ngàn chi ngàn cành, vô số rễ lăng không bay múa, xoẹt một tiếng đâm vào trong lòng bàn tay chân nguyên của vị trưởng lão kia, không ngừng hấp thu chân nguyên,
trong chớp mắt liền hút khô bàn tay đấy. Quái thụ thoát thân lập tức bay lên trời cao, lại bị mọi người liên thủ chặn lại, không cho nó chạy mất. Mọi người cẩn thận thu hồi quái thụ, đựng vào trong một kiện vu bảo hình bình ngọc, liếc nhau nhẹ nhàng thở ra cười nói: có nguyên thần tinh khí cú mang đại đế, chỉ cần đánh nhốt vào trong cơ thể một gã đệ tử thiên tài hơn người, có thể bồi dưỡng ra một gã Úc Khánh Sơn khác cũng không nói chơi đâu. Hey, đáng tiếc Úc Khánh Sơn và Thiên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông có quan hệ không móng, dù là có bồi dưỡng ra một gã đệ tử có mộc đức cú mang chi thế cũng không thể kế thừa loại quan hệ này được. Huống chi Úc Khánh Sơn đạt được quân thân tiên tháp 9 tầng, trong đó cấm pháp cũng không có lưu lại. Đáng tiếc mà. Thù này nhất định phải báo. Cái tên tiểu tử giết Úc Khánh Sơn kia, bất kể là hầu nhân vật hay đặng nguyên giáp hay là kẻ nào khác đều phải chết cả. Sau khi chúng ta trở về thánh địa, lập tức liên hợp Thiên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, ban bố chu sát lệnh, trừ phi hắn trốn ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông không có ra ngoài, nếu không dám rời núi một bước, liền làm cho hắn chết không có chỗ trốn. Cũng trong lúc đấy, ta đây là đang ở nơi nào? Diệp Húc từ mê man tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Trước mắt tối om, nhưng bên tai lại liên tục truyền đến những tiếng dị thú giống, lại có tiếng chim hót, có cả hương hoa truyền đến, không khỏi nghi hoặc mà nói. Sức sống mỏng manh từ trong ngọc lâu của hắn truyền đến, không ngừng chữa trị tổn thương trên thân thể. Cho dù thương thể của hắn có nặng, hiện giờ cũng đã khỏi gần hết. À, Diệp lão đệ, ngươi tỉnh rồi sao? Bên tai của hắn truyền đến một giọng nói hào hùng. Giọng nói này cực kỳ quen tai, đúng là Khoa Phụ Mão, vỗ thật mạnh vào bờ vai của hắn, cười ha ha mà nói: "Ai, thân thể của ngươi quả thật là đủ mạnh, chỉ là kém ta vài phần mà thôi. Nếu ngươi đã tỉnh lại rồi, không bằng chúng ta so đấu một chút nào." Diệp Húc cười khổ, gân cốt hắn hầu như bị người ta đánh vỡ, lắc lắc đầu nói: "Khoa Phụ tộc các huynh dị bẩm trời sinh, sức mạnh to lớn vô cùng, ta sao có thể là đối thủ của Hữu Tài huynh được? Mà nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy?" "Sao? Nơi này ư? Chính là Vân Mộng, chính là Đầm Lầy. Lão đệ, thế nào? Nhà ta có đồ sộ hay không?" "Một khẩu đại đỉnh này của ta có thể đè chết đến công thượng, nhưng ta luyện quá thận tay mà quên chín khẩu đại đỉnh này nặng như thế. Quan trọng nhất là ta có thể tế chúng nó lên được hay không đây?" Diệp Húc sắc mặt có chút phát khổ, hắn chỉ lo luyện chế kiều đỉnh, không nghĩ tới làm cho đại đỉnh nặng kinh người, ngay cả chính hắn cũng không tế khởi được. Hắn khẽ động tâm niệm, chín con sông chân nguyên từ trong ngọc lâu lao ra, dừng ở trên kiều đỉnh, chân nguyên không hề bị mất đi. Diệp Húc thử nghiệm mãi vẫn không thể tế khởi đại đỉnh, không khỏi có chút chán nản. "Đã luyện chế kiều đỉnh rồi, tranh thủ đem tinh phiên cùng Di La Thiên Địa Tháp cũng luyện chế một phen." Hắn đem vu bảo và tài liệu đoạt được từ trong tay của Úc Khánh Sơn, cùng với kim kiều và linh phủ của Ngụy Hiên, đưa hết vào trong Thái Dương Chân Hỏa. Tinh phiên và Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ cần hắn đã luyện chế ra hơn 199 mặt, còn cần 166 mặt nữa. Diệp Húc tốn thời gian 3 ngày liền luyện chế xong tất cả tinh phiên, nhốt đánh tất cả vào trong trận đồ, sau đó đi luyện chế Di La Thiên Địa Tháp. Tài liệu mà Di La Thiên Địa Tháp cần còn nhiều hơn cả kiều đỉnh. Tòa tháp này giống chính mà không phải chính, như tà mà không phải tà, chất chứa chi thức bao hàm chính ma yêu tam đạo, luyện chế lên rồi so với kiều đỉnh phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Độ khó của luyện chế cũng cao hơn kiều đỉnh không biết bao nhiêu lần. Nó cùng với hơn trăm vạn trận pháp, phù văn, hoa văn khác nhau. Phải biết rằng, những trận pháp, phù văn, hoa văn đó, Diệp Húc mất gần một tháng mà hoàn thành hình thức ban đầu của Di La Thiên Địa Tháp thì hắn lại mất gần hai tháng. Vì luyện chế một kiện vu bảo mất đi ba tháng, loại chuyện này Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên làm. Thân hình của hắn rung lên, Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ thoát thân mà ra, bay vào trong bảo tháp. Chỉ thấy Chu Thiên Tinh Đấu long lanh hiện ra phía trên bảo tháp, giống như một vũ trụ thu nhỏ, từ từ mà lưu chuyển. Di La Thiên Địa Tháp sau khi thành hình lơ lửng giữa không trung, cũng không có rơi xuống mà là dựa vào uy năng bản thân khiến cho mình lơ. Tòa bảo tháp này toàn thân vàng óng, chỉ có 3 tầng, tuy rằng không cao nhưng hiển hiện ra hơi thở cổ xưa, dường như ẩn chứa chí lý của thiên địa, làm cho người ta có một cảm giác mênh mông mờ mịt. Trọng lượng của nó hơn hẳn kiều đỉnh mà Diệp Húc lại có thể dễ dàng tế khởi. Vù vù. Trong hoa phòng, trong hoa phủ tang, vô số thái dương chân hỏa ùn ùn kéo đến, bị tòa bảo tháp mới định hình này hút lên, ao ao tuôn vào trong thân tháp. Không chỉ có thái dương chân hỏa, thậm chí cả địa khí, linh khí của hoa phủ tang cung ứng cũng bị tòa bảo tháp này hút hết đi. Di La Thiên Địa Tháp
như một con thao thiết tham ăn, điên cuồng hút đi các loại linh lực trong hoa phù tang. Vài cái hô hấp qua, liền hút sạch cả chân hỏa, linh khí và địa khí. Bảo tháp vẫn chưa dừng lại, bắt đầu từ trong thân cây phù tang hấp thu những chân hỏa, linh khí, địa khí trong những bông hoa phù tang khác. Diệp Phúc chố mắt ra nhìn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng la hét ở Mỹ, vội vàng đi ra khỏi bông hoa phù tang này, tới khởi một kiện vu bảo, xuyên qua vu bảo và nguyên thần mà nhìn, chỉ thấy bông hoa phù tang này héo rũ điêu linh, hoa phòng dần dần thu lại. Không xong, gây họa rồi. Hắn trong lòng không khỏi máy động. Hoa phù tang với khoa phụ mà nói có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, không chỉ là tượng trưng cho khoa phụ tộc, hơn nữa còn là thánh địa tu luyện, thánh địa luyện bảo và là thánh địa luyện đan. Một bông hoa phù tang bị hủy đi trong tay của hắn, có thể nghĩ đến khoa phụ tộc sẽ đau xót như thế nào. Cửu thúc của khoa phụ Mão ngơ ngác đứng ở ngoài hoa phòng, nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm mà nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phúc cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cây phù tang từng bông hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy héo rũ tàn lụi đi. Không ít tộc nhân khoa phụ đang tu luyện hoặc luyện bảo đều từ trong hoa phòng lao ra, ngơ ngác nhìn hết thảy. Không xong, gây họa lớn rồi, gây họa lớn rồi. Diệp Phúc hoàn toàn không biết nói gì. Hắn vốn tưởng rằng chỉ hủy đi một bông hoa phù tang rồi, không nghĩ tới Diệp La Thiên Địa Tháp lại ăn nhiều vậy, hút đi quá nhiều thái dương chân hỏa, địa khí và linh khí. Trong nháy mắt liền có gần 100 bông hoa phù tang bị hút cho héo rũ. Cái này tương đương với hủy đi gần 100 tòa thánh địa của khoa phụ tộc. Hơn nữa, Diệp La Thiên Địa Tháp còn đang không ngừng hút đi tinh hoa của các bông hoa khác. Tòa tháp này khẩu vị thật lớn, năng lực cắn nuốt kinh người. Chỉ thấy từng bông hoa điêu tản đi, không ngừng lan tràn ra xa xa. Dù có bán ta đi cũng không đền nổi, thật sự là không đền nổi mà. Diệp Phúc vẻ mặt đau khổ, thật lâu không nói gì. Qua thật lâu sau, Diệp La Thiên Địa Tháp cuối cùng cũng ngừng cắn nuốt. Hoa quang chợt lóe hạ xuống trên đỉnh đầu của Diệp Phúc, đối diện ngọc lâu của hắn, nhìn có vẻ thú vị. Tòa bảo tháp này hình dạng giống hệt như Mân Thiên Kim Tháp 3 tầng mà Vu Sĩ đạt được Thiên Đạo truyền thừa ban thưởng xuống. Người không biết còn tưởng rằng Diệp Phúc đạt được Chính Đạo truyền thừa, trở thành Vu Sĩ trong Chính Đạo. Nhưng Diệp Phúc lại không hề vui vẻ chút nào, trong lòng hắn chỉ có một câu: bà nội nói chứ, gây họa rồi, hy vọng đám khoa phụ này không biết là do ta làm. Cửu thúc khoa phụ Mão ho khan một tiếng, cao giọng mà nói: chư vị, mau mau hỏi cây phù tang, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Một đám khoa phụ cong mông, dán lỗ tai lên thân cây, cẩn thận lắng nghe. Diệp Phúc cũng nghiêng tai mà lắng nghe, chỉ thấy bên trong thân cây chuyển đến tiếng ong ong vang lên, giống như một sinh linh đang nói chuyện một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, cáo trạng với đám khoa phụ, chỉ có điều là hắn nghe không hiểu mà thôi. Đợi khi hắn đứng thẳng dậy rồi, chỉ thấy một đám khoa phụ vây hắn lại, sắc mặt đen giống như bị cháy xém. Phủ tang nói chính là tiểu tử này luyện chế vu báo, làm hoa của chúng ta héo rũ. Phải bắt hắn bồi thường. Dẫn hắn đi gặp tộc trưởng. Chôn hắn dưới gốc cây làm phân bón đi. Đám khoa phụ châu đầu ghé tai nghị luận. Cửu thúc của khoa phụ Mão ho khan một tiếng. Hắn cao giọng nói: Chư vị, tiểu ca này là bằng hữu của tiểu Mao Mao. Mượn khoa phụ tang của chúng ta luyện chế vu báo, ta đã cho cậu ta có thể luyện báo ở trong hoa phòng rồi. Hóa ra là bằng hữu của tiểu Mão Mão. Nhiều khoa phụ im lặng một lát, xoay người rời đi, liền cười nói: nếu là bằng hữu thì thôi, dù sao qua không lâu nữa hoa phù tang sẽ khôi phục nguyên dáng, tự mở ra thôi. Diệp Phúc đứng tại chỗ không nhịn được mà lên tiếng nói: Cửu thúc, tôi rút hết nguyên khí trong hoa phù tang của các ông, chẳng lẽ các ông không trách phạt tôi sao? Vị khoa phụ già này nghi hoặc mà nói: Khoa phụ về sao phải trách phạt bằng hữu của khoa phụ đây? Diệp Phúc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu không hồi phục lại tinh thần. Những khoa phụ đó quả là những người đáng yêu nhất. Bọn họ bề ngoài thì thô lỗ, thế nhưng nội tâm không xấu. Bọn họ như một chỉnh thể. Bạn và một vị khoa phụ trở thành bằng hữu, tất cả khoa phụ đều sẽ coi bạn thành bằng hữu. Đây là quan niệm xử thế của bọn họ, cũng là phong cách xử sự của bọn họ, thuần phác, đơn giản và duy nhất. Ngược lại, nếu có kẻ trở thành kẻ thù của khoa phụ, như vậy thì cực kỳ đáng sợ. Hắn ta sẽ bị tất cả khoa phụ tấn công mất thôi. Diệp Phúc nghĩ đến đây không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm mà nói: Khó trách chủng tộc này có thể trở thành một trong những thế gia hùng mạnh, thậm chí có thể chống lại Đông Hoàng gia, đánh cắp cây phù tang trong thang cốc, đứng sừng sững cũng không đổ trong đầm lầy vân mộng này. Đây là một chủng tộc vô cùng đoàn kết, bởi vì tâm tư đơn thuần cho nên bọn họ
mới có thể đoàn kết lại một chỗ. Dù là đại phái như Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không thể đạt được cảnh giới chỉnh hợp như một đó được, mà những khoa phụ này thì lại làm được. Ân đức này của khoa phụ ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng hiện tại ta không thể đền đáp gì cho bọn họ được, nhưng sau này nếu như chủng tộc này có chuyện, ta tuyệt sẽ không ngồi yên mặc kệ. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại đi vào trong hoa phòng, định khổ tu ở nơi này một phen, nâng cao cảnh giới của bản thân. Phát hiện trong hoa phòng từng tia từng sợi thái dương chân hỏa, linh khí và địa khí đang dần dần khôi phục, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần qua không lâu, những bông hoa phủ tăng đó sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh. Dù là thiên địa tháp của hắn cũng không hủy toàn bộ những bông hoa phủ tăng đó. Sau khi luyện thành, Di La Thiên Địa Tháp lại xuất hiện dị tượng như thế. Trong tất cả những vũ bảo ta luyện chế, đây là lần đầu tiên. Không biết kiện vũ bảo này có uy năng như thế nào đây? Diệp Phúc không nhịn được muốn tế tòa bảo tháp này lên kiểm nghiệm một phen, nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn nhịn xuống. Nơi đây là thánh địa của khoa phụ, vạn nhất tổn hại, dù đám người khoa phụ này không nói, hắn cũng áy náy trong lòng. Hiện giờ, ta luyện thành kiểu đỉnh, chân nguyên củng cố, không biết Thủng Bi đã luyện xong đan dược hay chưa đây. Diệp Phúc ý niệm giáng xuống ngọc lâu, chỉ thấy lúc này con hắc khủng kia đang ngâm mình trong ngọc hoa giao trì, chơi đùa cùng với can sải dao và hai tên nhóc kim giác ngân giác. Lập tức bàn tay to chụp xuống giao trì, lôi con gấu này ra khỏi mặt nước. Lão gia, đan dược đã luyện xong rồi, lần này tôi cũng không có ăn vụng đâu. Thủng Bi cuống quýt lấy ra hơn 30 bình ngọc cao nửa người ra cho Diệp Phúc ôm ôm mà nói. Diệp Phúc mở một bình ngọc ra, chỉ thấy bên trong óng ánh từng viên linh dược nhỏ tầm đầu ngón tay đang bay lượn trong bình, không ngừng đụng vào thành bình, phát ra những tiếng đinh đinh giòn vang. Những đan dược đó chứa đựng dược lực cực kỳ khủng bố, so với đan dược mà hắn ở trong trụ quang đại trận thu được còn thượng thừa hơn. Cùng là sinh sinh tạo hóa đan, dược lực của một viên còn bằng cả 10 viên. Mà trong những bình ngọc đó, mỗi bình đều chứa tầm 100 viên đan dược, tổng cộng lại ước chừng có hơn 3.000 viên. Nuôi một con gấu biết luyện đan quả thật không tồi, cực kỳ có lời kìa. Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, lấy một bình ngọc ra giao cho Thủng Bi, hòa nhã mà nói: Thạch Thiên, lão gia cũng không phải loại người không biết điều, có sai phải phạt, có công ắt thưởng. Ngươi luyện nhiều đan dược cho ta như vậy, bình ngọc này có 100 viên đan dược chính là thủ lao của ngươi, lấy đi chia cho bọn can sải dao đi. Thủng Bi vô cùng mừng rỡ, cuống quýt nhận lấy bình ngọc ôm vào trong ngực, ưỡn ngực nghiêm mặt mà nói: Ê, lão gia, khẩu thiên địa hồng lô kia cũng thưởng cho ngươi luôn. Diệp Húc tâm tình không tệ, phất tay cười nói. Thủng Bi hớn hở cười tươi. Diệp Húc cuộn lấy đá bình ngọc bay ra ngọc lâu, trực tiếp dừng trong hoa phòng, lập tức đánh vỡ một bình ngọc, chỉ thấy hơn 100 viên đan dược giống như tiểu tinh linh mọc cánh bay tới bay lui trên không trung. Hắn há mồm hút một cái, trong hoa phòng giống như có thêm cái hắc động, không khí gần như trong nháy mắt bị hắn hút khô, tất cả đám đan dược đều rơi vào trong miệng của hắn, nháy mắt bị luyện hóa. Dược lực mênh mông vô tận ào ào tuôn ra quanh thân của hắn, lập tức bị Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh luyện hóa, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Qua vài canh giờ, hắn mới luyện hóa hết tất cả dược lực, chân nguyên minh mông hạ xuống trong kiều đỉnh, dung nhập bên trong sông chân nguyên. Giờ phút này, dòng sông chân nguyên của hắn lớn hơn không ít so với ban đầu, ở trong đỉnh không ngừng sung đãng. Nếu là kiều đỉnh trước đây, chân nguyên khổng lồ như thế, hơn phân nửa sẽ làm kiều đỉnh nứt vỡ ra, mà hiện giờ chính khẩu đại đỉnh mới luyện chế lại vững vàng như thái sơn, lù lù bất động. Hắn không chỉ có bổ sung chân nguyên mất đi mấy ngày nay, tu vi lại tinh tiến thêm. Giờ phút này, tu vi hắn đã đạt tới đỉnh của đan đỉnh cửu phẩm, tích lũy vô cùng thâm hậu, gần bằng tích lũy của người cùng cấp khác khổ tu mấy năm trời, mà hắn chỉ mất có vài canh giờ mà thôi. Thí dụ như đám người Cung Ngọc Nương, Lý Tú Anh, khi bọn họ tu luyện đến đan đỉnh cửu phẩm, cần bế quan vài năm, tích lũy chân nguyên đến trạng thái đỉnh phong, sau đó tiếp tục tìm kiếm linh mạch, dựa vào linh khí khổng lồ trong linh mạch phá tan cửa khẩu, ngưng luyện ảo đan, tiến vào ảo đan kỳ. Mà lúc này Diệp Húc lại không cần rườm rà như vậy, trực tiếp lấy được dược lực của đan dược, tăng lên tới đỉnh phong đan đỉnh cửu phẩm, đi đến trước cửa khẩu. Ngọc Nương bọn họ khi đột phá đến ảo đan kỳ, chỉ cần mấy điều nhất gia linh mạch mà ta nội tình lại quá thâm hậu, luyện hóa nhất thần phân hóa, kiều đỉnh kiều nguyên. Khi đột phá cần một lượng linh khí quá thâm hậu, đừng nói là nhất gia linh mạch, cho dù là nhị gia linh mạch cũng cần trên dưới 100 điều mới thành được. Nhưng mà tu luyện từng điều linh mạch một thật sự là quá chậm rồi, vẫn là trực tiếp dùng tam gia linh mạch thoải mái hơn nhiều. Diệp Phúc trực tiếp lấy ra một điều tam gia linh mạch. Điều linh mạch này bay lên không, hình thể mở ra hoàn toàn giống như một con giao long đỏ thẫm, thân hình dài chừng cây số, thậm chí hoa phòng cũng không chứa được.
lăn qua lộn lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá không mà đi. Còn muốn chạy sao? Diệp Húc há mồm hút vào, giống như nuốt lấy cầu vồng, một ngụm nuốt luôn điều linh mạch này vào trong bụng. Người trẻ tuổi ăn thật giỏi á, so với ta còn ăn nhiều hơn kìa. Kiểu thúc Khoa Phù Mão lò đầu nhìn thoáng qua hướng Diệp Húc, giơ ngón cái lên cười nói: "Hè, cậu ăn uống thật tốt như vậy, thân thể nhất định rất cường tráng. Chờ lúc nào đó chúng ta so đấu thôi." "Sao? So đấu với ông ta ư?" Buồn cười, vị khoa phụ này một quyền liền đánh gãy xương của Khoa Phù Mão. Lúc này thân thể của ta còn chưa dũng mãnh được như Khoa Phù Mão kia. Nếu như động thủ thì ta dám chắc mình sẽ bị lão già này một quyền đánh bẹp mất thôi. Hắn làm ngơ, chuyên tâm luyện hóa điều tam gia linh mạch này. Linh khí trong tam gia linh mạch vô cùng khủng bố. Nếu là trước đây, Diệp Húc mất hơn 10 ngày mới có thể luyện chế được 1%. Nhưng lúc này đây, hắn cần dùng linh khí khủng bố trong linh mạch để khiến mình đột phá cửa khẩu. Bởi vậy, toàn thân chấn động, chấn vỡ điều linh mạch trong cơ thể này. Tất cả linh khí trong linh mạch trong nháy mắt bộc phát ra, bị hắn áp chế lại, liều mạng luyện hóa, hóa thành chân nguyên cuồn cuộn, điên cuồng tuôn vào trong chín khẩu đại đỉnh. Bên trong kiều đỉnh lập tức truyền đến tiếng sóng đánh ra, âm to vang dội, giống như cơn bão cuồn cuộn nổi lên trong biển. Một điều tam gia linh mạch cũng không đủ để ta phá tan cửa khẩu được. Diệp Húc há mồm phun ra một ngụm trọc khí thật dài, lại lấy ra một điều tam gia linh mạch nuốt vào trong bụng, chấn vỡ luyện hóa. Tiếng sóng đánh càng lúc càng lớn, thậm chí cả chín khẩu đại đỉnh cũng bắt đầu rung lên. Chân nguyên của hắn giờ phút này hùng hậu đến cực điểm, ở trong đỉnh tàn phá bừa bãi, thậm chí còn có thể lay động cả chín khẩu đại đỉnh này. Cửu thúc Khoa Phù Mão thế hoảng sợ: "Tiểu tử này liên tục ăn hai điều tam gia linh mạch, so với ta còn ăn nhiều hơn kìa." Lấy tu vi và thực lực của hắn ta, quả thật là có thể nuốt một điều tam gia linh mạch, cần vài ngày mới có thể luyện hóa thành tu vi bản thân, nhưng liên tục nuốt hai điều thì có chút lãng phí. Điều khiến cho lão ta không ngờ chính là thân thể nhỏ bé này của Diệp Húc lại có thể cắn nuốt luyện hóa hai điều tam gia linh mạch. Đột nhiên trong nháy mắt, tất cả âm thanh biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ, Diệp Húc chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập. Bên trong chín khẩu đại đỉnh, dòng sông chân nguyên của hắn lúc này chiếm cứ một thành một đoàn, giống như một dòng ngân hà từ từ chảy tới một điểm tròn ở trung tâm. Chân nguyên của hắn cuối cùng cũng đột phá cửa khẩu. Bên trong kiều đỉnh, dòng sông chân nguyên bắt đầu ngưng tụ thành một quả ảo đan. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã đột phá đến ảo đan nhất phẩm. Cái gọi là ảo đan kỳ, cảnh giới cửu phẩm, chính là vu sĩ tạo ra 9 lần đột phá, ngưng luyện 9 lần ảo đan. Mỗi lần ngưng luyện thành công, theo chân nguyên tích lũy, ảo đan sẽ nổ tung, cần tích lũy lại hùng hậu hơn, sau đó mới có thể lại đột phá thành ảo đan nhị phẩm. Mỗi một lần tan vỡ rồi lại ngưng tụ, ảo đan sẽ vững chắc hơn mấy lần, uy lực cũng hùng mạnh hơn mấy lần. Sau kiểu phá kiểu ngưng, thứ ngưng tụ ra không phải là ảo đan nữa, mà là nguyên đan của vu sĩ. Cái gọi là kiểu chuyển đan thành chính là ý này. Vu sĩ ảo đan kỳ trải qua kiểu phá kiểu ngưng đạt thành nguyên đan, bất kể là tu vi hay thực lực hay là thọ nguyên đều tăng lên rất lớn. Qua hồi lâu, chân nguyên của hắn cuối cùng cũng ngưng tụ hóa thành 9 quả ảo đan ánh vàng rực rỡ, từ trong đỉnh dần dần dâng lên sặc sỡ lóa mắt, hào quang thậm chí bắn xuyên qua hoa phòng ra ngoài. Từ xa nhìn lại, trong bông hoa màu nâu non bắn ra từng luồng kim quang giống như một quả cầu vàng thật lớn, kim quang chói sáng bắn ra chừng hơn 10 dặm. 9 quả ảo đan này ngưng tụ thành công, Diệp Húc thậm chí có thể cảm nhận được bên trong thân thể của mình bắt đầu dần dần trở lại, cũng không phải hắn thật sự trở lại mà là do tuổi thọ tăng lên nên tạo thành ảo giác. Theo ảo đan ngưng tụ, thọ nguyên của hắn cũng bắt đầu từ từ tăng lên, thậm chí hai mắt của hắn cũng không còn là một mảnh tối tăm nữa, trước mắt mờ mờ có thể nhìn ra một chút ánh sáng chớp động. Đây là vì tu vi của hắn tăng lên, dần dần có thể khống chế âm dương nhị khí, làm cho phụ tải thân thể cũng dần dần giảm bớt. Còn chưa có đủ, ta muốn một lần chữa khỏi mắt ta, nếu không còn không biết phải làm kẻ mù loà bao lâu nữa đây. Diệp Húc lại đánh vỡ hai bình ngọc, hơn 200 viên đan dược bay lượn đầy trời lại bị hắn dùng một lượt một hơi hút vào trong bụng. Ầm ầm. Dược lực hóa thành chân nguyên điên cuồng tuôn vào trong chín quả ảo đan, lập tức làm cho chín quả ảo đan này đầy mà nổ tung. Lúc này đây, ảo đan nổ hóa thành dòng sông chân nguyên so với vừa rồi dài hơn nặng hơn không biết mấy lần. Năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt thậm chí còn tấn công cho chín khẩu đan đỉnh rung lên không ngớt. Đây là chỗ nguy hiểm nhất khi vô sĩ ảo đan kỳ tu luyện. Nếu không có đan đỉnh tốt nhất, chỉ cần ảo đan nổ tung tạo ra công kích liền có thể chấn nát đan đỉnh, tất cả tu vi sẽ hóa thành hư không. Diệp Húc nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi sợ hãi. May mà chín khẩu đại đỉnh của ta luyện chế từ trước đã bị ngọc thủ Phật Đà của cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa đánh vỡ rồi. Nếu không hôm nay ta ngưng luyện ảo đan
chỉ sợ sẽ là đại kiếp nạn. Chín khẩu đại đỉnh kia chắc chắn sẽ bị nổ vỡ vụn thôi, biến ta thành phế nhân. Con đường tu luyện của vô sĩ như một miếng băng mỏng, đi nhầm một bước thậm chí có thể mất mạng. Hiện giờ Diệp Húc đã cảm nhận được rõ ràng tính chính xác của những lời này. Cũng may chín khẩu đan hắn mới luyện chế này chất lượng tốt hơn chín khẩu cũ kia không biết bao nhiêu lần, đủ để hắn bình an vượt qua ảo đan kỳ. Kiểu thúc, Diệp lão đệ còn đang tu luyện hay sao? Lúc bấy giờ Khoa Phủ Mão đi đến, thò đầu nhìn vào trong hoa phòng, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng làm cho hắn ta phải hoảng sợ. Chỉ thấy Diệp Húc tế khởi hơn 200 điều nhị gia linh mạch. Hơn 200 điều linh mạch này chen trúc trong hoa phòng, giống như một đám giao long trắng cùng chen trúc một chỗ. Sau đó hắn há mồm hút một cái, hơn 100 điều linh mạch lại bị hắn một ngụm nuốt gọn. Một ngụm liền ăn hơn 200 điều nhị gia linh mạch sao? Khoa Phủ Mão trận to mắt lẩm bẩm mà nói, tên này là thao thiết sao? Chẳng lẽ hắn ta không sợ, không tiêu hóa nổi hay sao? Ta đã thấy nhưng không ngạc nhiên. Lão Khoa Phủ bên cạnh ồm ồm liền lên tiếng, mấy ngày nay ta thấy nhiều lần rồi. Bên trong hoa phòng truyền đến tiếng nổ như trời sụp đất nứt. Loại tiếng vang này như biển rộng treo ngược lên, hung hăng đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang long trời lở đất vậy. Khoa Phủ Mão nghiêng ta lắng nghe, liền biết loại âm thanh này là chân nguyên vô cùng hùng hậu của Diệp Húc đang điên cuồng đánh đan đỉnh. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cái loại tiếng này Vu Bảo Chấn Giáo đều sẽ bị đánh cho dập nát. Thậm chí Vu Bảo Thần Dương mà cao thủ Tam Dương Cảnh luyện chế ra cũng không chống được bao lâu sẽ bị đánh vỡ thôi. Nếu như huyễn đan nổ, Vu Bảo Thần Dương cũng sẽ bị chấn nát. Thật không ngờ đan đỉnh của hắn ta còn có thể chịu được. Xem ra bảo vật Diệp huynh đệ luyện chế đoạn thời gian trước có chất lượng không tệ. Khó trách có thể hút hết cả hơn 100 bông hoa phù tang của ta kìa. Hắn ta cũng không biết thứ hút hết nguyên khí hoa phù tang chính là một món vũ bảo khác, chỉ nghĩ là dị trạng do đan đỉnh Diệp Húc luyện chế tạo thành. Hơn nữa hắn ta cũng không biết Diệp Húc có 9 khẩu đan đỉnh, luyện 9 dòng sông chân nguyên, ngưng luyện 9 quả huyễn đan. Qua hồi lâu, tiếng ầm vang dần dần tan đi, lại có từng luồng kim quang từ trong hoa phòng bắn ra. Đây là dấu hiệu khi huyễn đan ngưng tụ thành. Hoa phòng mở, Diệp Húc từ bên trong đi ra, ánh mắt như sao trời lóe sáng rực rỡ. Ở trong tay của hắn, 9 khẩu đan đỉnh nhỏ tầm nắm tay không ngừng va chạm, phát ra tiếng đinh đinh. 9 khẩu đan đỉnh này sau khi được hắn tế luyện rồi thu nhỏ lại bằng nắm tay, mỗi một lần đụng vào nhau liền có 2 khẩu dung hợp làm một. Mà huyễn đan trong đỉnh thì 2 cái quấn quanh xoay quanh đối phương chạy không ngừng, tốc độ cũng cực nhanh, giống như 2 con quay đang xoay tròn lẫn nhau vậy. Qua trong nháy mắt, khẩu đại đỉnh này lại tách ra thành 2 khẩu. Kiều đỉnh không ngừng va chạm, dung nhập tách ra rất là thú vị. 9 khẩu đại đỉnh này cũng không phải do hắn dùng lực lượng thân thể cầm trong tay, mà là tu vi của hắn lần đầu tiên vượt xa lực lượng thân thể, dùng tu vi để tới kiều đỉnh lên. Lão đệ, mắt của đệ khỏi chưa vậy? Khoa Phủ Mão vội vàng lên trước cẩn thận đánh giá, vui vẻ mà nói. Diệp Húc lắc đầu cười cười, thị lực tốt không còn như ban đầu nữa, ở xa vẫn không thấy rõ, nhưng uy lực của âm dương nhị khí đệ đã có thể phát huy ra 7-8 phần, hơn nữa cũng sẽ không làm tổn thương tới mắt nữa đâu. Chắc không lâu nữa, chỉ cần có thể phát huy ra uy lực của âm dương nhị khí ra 10 thành, thị lực sẽ khôi phục hẳn. Âm dương nhị khí chém thân thể, không biết 7-8 phần uy lực có thể phá vỡ thân thể đại càn khôn vũ đồ của ta không đây? Khoa Phù Mão nóng lòng muốn thử cười nói. Diệp Húc cũng tò mò về uy lực của âm dương nhị khí. Trước giờ hắn chỉ dựa vào uy năng của bản thân âm dương nhị khí để giao phong với đối thủ, lúc này là lần đầu tiên đủ tu vi để phát huy ra uy lực của 2 luồng linh khí này. Kiểu thúc của Khoa Phù Mão ở một bên trợn trắng mắt, hiển nhiên biết uy lực của âm dương nhị khí. Hắn thầm nói, âm dương nhị khí uy lực 7-8 phần, sắp xỉ có thể phá vỡ thân thể của ta kìa. Tiểu Mão Mão chắc chắn phải đi gặp Minh Nguyệt rồi, lần này nó sẽ nằm lâu đây. Lão ta cũng không nói cho Khoa Phủ Mão suy nghĩ của mình, chỉ cười ha ha đứng một bên chờ xem kịch vui. Khoa Phủ Mão liếc lão ta một cái không khỏi hoài nghi. Hắn ta tuy thô lỗ nhưng cũng có mặt cẩn thận, nhất là bên người đều là khoa phụ thô lỗ, nếu không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những tên thô lỗ đó đùa cho tàn tạ. Về chuyện này hắn ta đã có bài học xương máu. Lão đệ, người tế âm dương nhị khí lên, ta lấy tay sờ thử xem sao. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, âm dương nhị khí từ trong mắt bắn thẳng ra, giống như 2 đạo ánh sáng, tốc độ cực nhanh. Hắn có thể khống chế 2 đạo linh khí này thành bất cứ hình dạng gì, muốn sao được vậy, độ sắc bén cũng hơn xa trước đây. Nếu như Úc Khánh Sơn sống lại, dù có hàng ngàn hàng vạn bảo vật trong tay, cũng không thể chống lại ta được. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, hắn ta sẽ bị âm dương nhị khí của ta cắt thành 2 đoạn.
Mà lúc này Khoa Phổ Mão giơ tay cẩn thận sờ một cái, lập tức bàn tay đứt ra, lộ ra một miệng vết thương to, máu tươi đầm đìa. Xoay người cả giận mà nói: Kiều thúc, thúc nhìn đi, chảy máu rồi này. Đàn ông chảy máu không dư lễ, chảy máu nhiều mới có lợi cho cháu sau này kìa. Lão Khoa Phụ dùng một vài câu ngụy biện mà người thường có thể lý giải được an ủi hắn ta, hướng Diệp Húc cười nói: Tiểu tử kia, hiện giờ tu vi của ngươi thế nào rồi? À, là huyễn đan ngũ phẩm. Diệp Húc thu hồi âm dương nhị khí, cười khổ mà nói: Ta ăn gần 3.000 viên linh đan, luyện hóa hơn 10 điều tam gia linh mạch, 200 điều nhị gia linh mạch, mà chỉ tu luyện đến huyễn đan ngũ phẩm, tiêu xài hết tất cả những gì ta tích giữ rồi. Người mới đến Vân Mộng nửa năm, tu luyện đến huyễn đan ngũ phẩm đã là không chậm rồi. Nhưng mà tu vi của ngươi so với vu sĩ ngang cấp thâm hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Huyễn đan kỳ liền tiêu tốn nhiều bảo vật như vậy, tu luyện đến cảnh giới sau thì càng cần nhiều bảo vật hơn. Không biết môn phái nào mới có thể nuôi được ngươi đây. Lão Khoa Phụ thở dài: Ngươi, cái tên tham ăn này, nếu tu luyện đến tam dương cánh, tam thần cánh, Khoa Phụ tộc ta cũng không nuôi nổi, phòng trừng môn phái của ngươi cũng không nuôi nổi ngươi đâu. Diệp Phúc hoàn toàn không quan tâm, hắn nắm giữ kho báu Tây Hoàng, hơn nữa lại là phong chủ Quan Tinh Phong, có 7 tòa vô hồn giới, 8 tầng, của cả bên trong nhiều vô cùng, có thể cung cấp cho mình tu luyện đến tam thần cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhất là kho báu Tây Hoàng, kho báu mà Vô Hoàng kiến tạo này, khi nhiều cao thủ mở ra Nam Thiên Môn, những bảo vật từ trong đó bay ra cũng chỉ là một sợi lông châu bé tí mà thôi. Nhưng mà những thứ như linh mạch vẫn phải đi cướp đoạt, còn có linh dược, linh đan cùng với những tài liệu cấp cao cần để luyện chế vũ bảo nữa. Diệp Húc tính toán một chút, bản thân mình bây giờ còn không thể an tâm tu luyện. Ngọc lâu của hắn hiện giờ vẫn là tịch nhiên đâu xuất bạch ngọc lâu 4 tầng, không có tiếp tục tăng lên. Mà ngọc lâu cũng là thứ biết ăn linh mạch, ăn tham không kém gì Diệp Húc, bởi vậy số lượng linh mạch hắn còn sao mới đủ. Không chỉ như vậy, kiều đỉnh hắn vừa mới luyện chế ra, tuy là đủ dùng cho trước mắt, nhưng vẫn phải không ngừng nâng cao chất lượng kiều đỉnh. Chín khẩu đại đỉnh này với hắn mà nói cũng không phải loại đan đỉnh vô cùng đơn giản, mà là một bộ trọng bảo có thể biến ra chiêu thức mạnh nhất, bởi vậy cần không ngừng nâng cao uy năng của kiều đỉnh. Còn có Di La Thiên Địa Tháp, tòa bảo tháp này hiện tại có 3 tầng, cũng cần rất nhiều tài liệu. Con đường tu hành dài đằng đẵng, ta phải cướp đoạt xung quanh. À đúng rồi, Hữu Tài huynh, vừa giờ huynh nói vu bảo thần dương, đó là bảo vật gì vậy? Diệp Phúc đột nhiên nhớ tới, khi mình tu luyện, Khoa Phủ Mão từng nhắc tới vu bảo thần dương, khiến hắn không khỏi lưu tâm đến. Thuần dương chi bảo là vu bảo hơn hắn, cấp chấn giáo kìa. Khoa Phủ Mão cười nói: Vu bảo cấp chấn giáo là một cách gọi, kỳ thực vu bảo mà các thủ tam đan cảnh luyện chế đã có thể gọi là cấp chấn giáo rồi, chẳng qua chỉ là loại cấp thấp nhất thôi. Vũ bảo vũ sĩ tam thai cánh luyện chế cũng có thể gọi là cấp chấn giáo. Có vũ bảo cấp chấn giáo, uy lực có thể cấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí vạn lần vũ bảo chấn giáo khác kìa. Đây là bởi vì cảnh giới người luyện chế khác nhau, sử dụng tài liệu khác nhau, uy lực cũng có sự khác biệt. Vũ sĩ có tu vi tới tam dương cánh luyện chế vũ bảo, tính chất liền thay đổi đi rồi. Lão Khoa Phụ đứng bên cạnh cũng cười nói: Vũ bảo thần dương là bảo vật mà vũ sĩ tam dương cánh mới có thể luyện chế, cũng có cửu phẩm, mỗi lần cùng chủ nhân vượt qua một lần sát khí tẩy lễ liền tăng lên một phẩm, vượt qua 9 loại sát khí tẩy lễ đó chính là thần dương chi báo. Vũ sĩ tu luyện đến tam thần cánh đó là đại vu luyện chế nguyên thần chi báo, tam dương cánh đại vu luyện chế chính là tam dương chi báo, tam bất diệt cánh đại vu luyện chế thành bất diệt chi báo, còn tam hoàng cánh vu hoàng luyện chế chính là cấm báo. Nhưng vũ sĩ tu luyện đến tam bất diệt cánh thì chính là truyền thuyết rồi. Những vu sĩ ở cảnh giới này cực kỳ ít ỏi, mà tam vu hoàng cánh sau đó lại chính là thần thoại. Nếu như xuất hiện một vị vu hoàng, vậy chính là vô địch thế gian. Nghe nói trên vu hoàng còn có cảnh giới khác nữa, có thể vấn đỉnh thiên đế. Đáng tiếc cái loại nhân vật thần thoại này vạn năm, 100.000 năm cũng chưa từng xuất hiện một ai. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ. Hiện tại hắn mới tu luyện đến tam đan cảnh, khoảng cách đến các cảnh giới sau không phải lớn bình thường. Tam nguyên cảnh, tam chân cánh, tam đan cánh, tam thai cánh, rồi tam dương cánh, tam thần cánh, tam tương cánh, tam bất diệt cánh, tam hoàng cánh, tương ứng với ngọc lâu 9 tầng, bảo tháp 9 tầng. Như vậy cảnh giới thiên đế đến tột cùng là ở đâu đây? Chẳng lẽ bọn họ siêu thoát rồi, không bị vu pháp và ngọc lâu hoặc bảo tháp cung cấp khống chế nữa hay sao? Diệp Húc nghĩ một chút, liền tóm tắt các loại cảnh giới đến loại thiên đế kia. Hồng hoang vũ trụ sâu không lường được, không thể đo lường, khủng bố vô cùng.
Đây là một loại cảnh giới không phải người, siêu thoát khỏi tâm pháp thiên đạo, cũng tức là siêu thoát ra khỏi sự khống chế của thiên đạo, đạt tới độ cao không thể tưởng tượng được. Lão đệ, ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, tu vi tiến nhanh, không bằng chúng ta so đấu đi. Khoa Phù Mão lại dục dịch ha ha cười nói, nhưng mà ngươi không được dùng hai đạo âm dương nhị khí kia. Ừ, được. Diệp Phúc cười nói, hắn cũng muốn kiểm tra hiệu quả tu luyện trong thời gian này xem như thế nào. Nơi này là chỗ tu hành của khoa phụ tộc ta, chúng ta đi nơi khác vậy. Khoa Phù Mão mừng rỡ, nhảy đi phía trước như bay, lao nhanh đi. Diệp Phúc cũng đi theo phía sau. Chỉ thấy bọn họ trên gốc cây phủ tang vô cùng khổng lồ này đi được hơn mấy trăm dặm, cuối cùng đi đến một nơi cực kỳ trống trải. Nơi này là nơi hội tụ của thân cây phủ tang, được khoa phụ tộc mở thành một bình thai rộng lớn trăm dặm, có không hề ít khoa phụ đang đả tọa tu hành ở đây, hoặc là so đấu với nhau kiểm nghiệm thực lực bản thân. Khoa Phù Mão giơ tay cắm phủ tang trượng xuống đất, một luồng lực lượng toàn thân bốc lên, trong cơ thể truyền đến từng đợt lôi âm 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 chấn vang. Thân hình hắn ta tăng vọt, cao lên từng thước một. Lúc trước hắn ta cao hơn Diệp Phúc gấp bội, mà lúc này vận chuyển đại càn khôn vu đồ cấm pháp, thân hình liền tăng lên hơn 10 thước, một chân đã to bằng Diệp Phúc rồi. Nói rồi đấy nhá, ngươi không được dùng âm dương nhị khí, nghe chưa? Hắn chớp chớp mắt giảo hoạt mà lên tiếng nói. Ồ, tiểu Mão Mão muốn dạy dỗ người sao? Một đám khoa phụ ào ào xông tới, trong đó có một gã đại hán còn khuôn ngô hùng tráng hơn cả khoa phụ Mão, cười ha ha mà nói, tiểu tử này trưởng thành thật rồi, trước kia chỉ có thể bị chúng ta dạy bảo, hiện giờ cuối cùng cũng vùng lên rồi kìa. Mão thúc thúc cố lên, Mão thúc thúc cố lên. Một đứa bé khoa phụ tộc to xấp xỉ Diệp Phúc khô to. Diệp Phúc từ trong miệng không ít người nghe qua tiếng tăm của khoa phụ tộc, bộ tộc thế gia mạnh nhất vu hoang. Khoa phụ tộc lấy sức mạnh nổi danh, có thể đặt song song với những thế gia cổ xưa như là Đông Hoàng, Hạ Gia, Hiên Viên, cũng không hề kém đại phái ma đạo như là Hoàng Tuyền Ma Tông. Nghe đồn rằng khoa phụ tộc truy phong hàng ngày, lực lớn vô cùng, lực lượng đơn thuần, không có chủng tộc nào có thể sánh bằng được. Từ rất lâu trước đây hắn đã muốn kiến thức sức mạnh của khoa phụ tộc, hiện giờ cuối cùng cũng được như mong muốn. Nhưng đối diện với khoa phụ Mão, lúc này hắn mới cảm thấy khủng bố. Người khổng lồ cao hơn 10 thước trước mặt này, khi giơ tay nhấc chân đều kéo theo gió lốc cuồn cuộn, có lực lượng có thể xé trời, xé đất, khủng bố hơn thân thể Diệp Húc rất nhiều. Lực lượng của khoa phụ Mão so với Úc Khánh Sơn đã tu thành kim đan bất diệt thân kia còn mạnh hơn bao nhiêu lần đây. Lực lượng cùng cường độ thân thể gần như có quan hệ trực tiếp. Khoa phụ Mão có lực lượng mạnh như thế, đại biểu cho cường độ thân thể hắn ta cũng đạt tới trình độ kinh người, hơn hẳn kim đan bất diệt thân của kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ 3. Đây là sức mạnh bản thân bộ tộc khoa phụ, hơn nữa rèn luyện đại càn khôn vu đồ cấm pháp, thế mới sản sinh ra người khổng lồ dũng mãnh như thế, tiên thiên liền xa hơn vu sĩ bình thường gấp trăm gấp ngàn lần. Mặc dù có người có được thân thể tiên thiên mạnh như khoa phụ, cũng có đại càn khôn vu đồ cấm pháp, nhưng nếu không có cây phủ tang thì cũng không thể tu luyện đến loại trình độ khủng bố như bọn họ được. Chỉ có dị bảo cấm bảo như cây phủ tang mới có thể không ngừng cung cấp linh khí, địa khí và thái dương chân hỏa dồi dào, làm cho bọn họ rèn luyện thân thể, tu luyện không ngừng. Diệp Phúc chớp động ánh mắt, không biết sau khi ta tu thành kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ 3 rồi, thêm cả vạn kiếp vô lượng tâm kinh rồi chư thiên thập đạo, có thể khiến cho thân thể dũng mãnh đến trình độ này hay không đây? Tu vi của khoa phụ Mão chính là nguyên đan kỳ, nếu như Diệp Phúc luyện thành kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ 3 chắc chắn cũng là nguyên đan kỳ, nếu có thể ngang bằng với khoa phụ Mão, như vậy hắn chính là vu sĩ đầu tiên có thân thể có thể sánh với khoa phụ. Hiếu Tài huynh, hiện giờ tu vi của ta tiến nhanh xưa đâu bằng nay, chỉ cần huynh có thể chuyển được chiến khẩu đan đỉnh của ta đây thôi, ta mới có thể đọ sức với huynh được. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chiến khẩu đan đỉnh to bằng nắm tay đang đánh tới đánh lui trong tay kia đột nhiên rơi xuống mặt đất, nhanh chóng tăng lên giống như chín ngọn núi nhỏ, phát ra tiếng nổ mầm. Chiến khẩu đại đỉnh này nặng đến kinh người, đến mức người khác khó thể tưởng tượng, nếu không phải tu vi Diệp Húc tiến nhanh, căn bản đừng hòng tế khởi chiến khẩu đại đỉnh này được. Sao, không phải là chiến khẩu đại đỉnh thôi sao? Khoa Phù Mão bước nhanh lên phía trước cười nói, cho dù có là chín ngọn núi ta cũng có thể dễ dàng vác lên vai được kìa. Hắn ta vươn bàn tay chụp tới một khẩu đại đỉnh trong đó, hơi dùng sức lại không để nhấc khẩu đại đỉnh đó lên được, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lập tức thi triển man lực, cuối cùng nhấc khẩu đại đỉnh này lên, một tay nâng qua đầu. Những khoa phụ khác thấy thế không khỏi hơi hơi biến sắc. Diệp Húc đem chín khẩu đan đỉnh nâng ở trong lòng bàn tay, va đụng tới lui thoải mái như ý, bọn họ vẫn không để ở trong lòng,
chỉ nghĩ đến đó là vu bảo bình thường. Không nghĩ tới khoa phù mão, tên đã luyện thành nguyên đan này lại phải dùng tần lực mới có thể dơ một tòa đan đỉnh lên. Chiến khẩu đỉnh này chỉ sợ nặng đến đáng sợ kìa, so với thuần dương chi báo còn nặng hơn không ít lần đâu. Khoa phù mão dơ một bàn tay khác lên, lại nắm lấy một khẩu đan đỉnh dơ cao lên, phun ra một ngụm chọc khí. Diệp Húc không khỏi khâm phục thần lực của hắn ta. Nếu đổi lại là mình, dựa vào sức mạnh của bản thân tuyệt đối không thể dơ được một khẩu đan đỉnh lên, mà khoa phù mão lại có thể nhấc được hai khẩu lên, thật làm cho hắn phải khâm phục. Hiếu Tài huynh, thêm một khẩu nữa đi. Diệp Húc khẽ hô một tiếng, lại có một khẩu đan đỉnh bay lên, hạ xuống trên hai khẩu đỉnh kia. Khoa phù mão sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lập tức khôi phục nguyên trạng. Diệp Húc thấy thế lại càng khâm phục hơn, tâm niệm khẽ động, từng khẩu đại đỉnh bay lên lần lượt chồng lên nhau, tất cả dừng lại trên đỉnh đầu của khoa phù mão. Khoa phù mão quát lớn, hai tay bị những khẩu đan đỉnh đó ép cho khom xuống, không thể mượn dùng lực lượng của vai lưng mà chống đỡ, xương cốt đều bị ép cho rung lên kéo kẹt, hai đầu gối run rẩy gần như không thể đứng vững được nữa. Hắn khiêng tám khẩu đại đỉnh, sắc mặt đỏ lên, chỉ thấy Diệp Húc tế khởi một khẩu đại đỉnh cuối cùng ép xuống, vừa vàng quát lên một tiếng, Phù Tăng Trượng, dung nhập thân ta. Chỉ thấy cây Phù Tăng Trượng cắm trong đất kia vù một tiếng bay lên, nhập vào trong huyệt khiếu trên thân thể của hắn. Lực lượng trong cơ thể khoa phù mão lập tức tăng vọt lên, thân thể đứng thẳng, cố kháng trụ một khẩu đại đỉnh cuối cùng. Tiểu mão mão thua rồi, thua thật rồi. Một vị trưởng giả khoa phụ tộc lắc đầu thở dài nói, mão thúc thúc rõ ràng khiêng được chiến khẩu đại đỉnh mà, vì sao lại thua vậy? Một tên thiếu niên khoa phụ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Vị trưởng giả kia giải thích, Thì vì cậu ta dùng lực lượng của Phù Tang Trưởng mới có thể khiêng hết được chiến khẩu đại đỉnh, đã hết toàn lực rồi, mà tên thiếu niên kia lại chỉ đơn giản dùng kiều đỉnh đến đè cậu ta. Nếu hắn lấy chân nguyên thúc dục bộc phát ra nguyên năng của kiều đỉnh, tiểu mão mão còn có thể chịu được hay sao? Không tính, không tính. Lúc này khoa phù mão bỏ hết kiều đỉnh xuống, cả giận mà nói, ta muốn dùng một quyền một cước đấu một trận, dùng đan đỉnh đè ta không tính đâu. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chín khẩu đại đỉnh càng lúc càng nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Húc cười nói, sao, một quyền một cước ư, cũng được, chờ cho một lát vậy. Oanh oanh oanh. Ở trong tay của hắn, từng khẩu đan đỉnh va đụng, dung hợp lẫn nhau. Trong chớp mắt, chín khẩu đại đỉnh cắn nuốt lẫn nhau, chỉ còn lại một khẩu. Lập tức có một luồng uy năng làm cho người ta khiếp đảm bộc phát. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt lập tức bị chấn áp. Thậm chí rất nhiều cao thủ trong khoa phụ tộc cũng cảm giác được tu vi của mình bị khẩu đại đỉnh này chấn áp, chân nguyên vận chuyển rất là chậm chạp. Pang một tiếng, Phù Tăng Trượng trong cơ thể khoa phù mão đột nhiên phá thể mà ra, cũng là bị áp lực của khẩu đại đỉnh này cưỡng ép bài trừ ra khỏi cơ thể. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn ta cũng bị chấn áp, nguyên đan giống như đã chết rồi, yên lặng trong cơ thể không hề động đậy. Chín khẩu đại đỉnh này hợp lại là một, uy năng tản ra càng thêm lớn hơn trước, chấn áp tất cả. Ngay cả cao thủ nguyên đan kỳ khoa phụ tộc cũng bị chấn áp tu vi. Kiều đỉnh hạ ra sao? Không ít cao thủ khoa phụ tộc sắc mặt khẽ biến. Uy năng kiều đỉnh hạ ra khủng bố cực đoan, thuộc loại thượng thừa bên trong cấm bảo, thậm chí còn mạnh hơn cả cây phù tang. Chín khẩu đại đỉnh trong tay Diệp Húc này rõ ràng là thứ phòng chế, nhưng mà luồng uy năng phát ra này cũng đã có sơ hình của kiều đỉnh hạ ra. Tiểu tử thối, mì trời quá xấu à? Khoa phụ mão suy sụp nâng tay mà nói, còn bà nó chứ, chín cái đỉnh này của mi biến thái quá đi. Đầu tiên chấn áp tu vi của ta, sau đó mới động thủ với ta. Không đánh, không đánh, trừ phi ngươi không được dùng kiều đỉnh. Hắn ta ảo não vạn phần, Diệp Phúc trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ. Không ngờ khoa phù mão dưới sự chấn áp của kiều đỉnh hợp nhất lại vẫn có thể nâng tay. Điều này chứng minh là thân thể của hắn ta hùng mạnh tới tình cảnh không thể tin nổi. Lực lượng thân thể đủ để đánh vỡ sự chấn áp vô hình của kiều đỉnh hợp nhất. Nếu ta muốn thắng Hiếu Tài huynh, chỉ dùng kiều đỉnh tuyệt đối không thể. Thân thể hắn ta quá mạnh, chỉ có kiều đỉnh hợp nhất mới có thể chấn áp được hắn. Nhưng muốn đả thương hắn ta, chỉ sẽ có chút khó khăn rồi. Ngoại trừ dùng âm dương nhị khí, thì chỉ có thể dùng Duy La Thiên Địa Tháp. Khó trách Hiếu Tài huynh có thể đánh vỡ Ngọc Thủ Phật Đà, cứu ta ra. Khoa phụ tộc quả thật là dũng mãnh, cái loại thân thể này không phải vũ sĩ bình thường có thể sánh bằng được kìa. Diệp Húc không khỏi cảm thán, không ngờ thế gian này lại có chủng tộc dũng mãnh như vậy. Nếu không phải thân thể khoa phụ tộc quá nặng, không thể phi hành, chỉ sợ những khoa phụ đó sẽ là thiên hạ vô địch mất thôi. Không dùng kiều đỉnh cũng được, ta còn một món vũ bảo khác kìa. Diệp Húc thua kiều đỉnh, luồng uy năng làm cho người ta khiếp sợ kia lập tức tán đi, cười tủm tỉm tới khởi Di La Thiên Địa Tháp.
Hoa Phù Mão thở phào nhẹ nhõm, chân phải đột nhiên dậm xuống. Diệp Húc chỉ cảm thấy mặt đất rung lên dữ dội, chấn cho hắn bắn lên cao, trong lòng cả kinh, lập tức biết rằng không ổn. Ầm 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 ầm. Bên tai của hắn dường như truyền đến một tiếng sấm, chỉ thấy một nắm đấm thật lớn đập cho không gian trước mặt của hắn vỡ nát như ngọc lưu ly, gào thét mà đập tới. Nắm đấm này gần như to bằng thân thể của hắn vậy. Lão đệ, thế này mới phải. Đàn ông so đấu với nhau nên thống khoái một quyền một cước như vậy, từng quyền mà đến thịt nhau đi. Khoa Phù Mão cười to, bị Diệp Húc cáp chế hồi lâu, rút cục cũng có thể dùng quyền cước, đắc ý rào rạt mà nói. Nếu ngươi không chống đỡ được, nhớ nói rõ một tiếng cho ta. Vạn pháp chi thú. Diệp Húc quát lớn một tiếng, thân hình run lên, lập tức một đám móng vuốt dị thú từ sau đầu của hắn thỏ ra, bắt lấy Di La Thiên Địa Tháp, thúc giục tòa bảo tháp này, nghênh lấy nắm tay của Khoa Phù Mão. Khí lãng cuồn cuộn, vạn pháp đại thủ của Diệp Húc ra một tiếng vỡ ra, cũng là bị lực phản kích cực lớn chấn vỡ. Luồng lực phản kích này chấn cho khí huyết hắn lưu động, không tự chủ được bay ra ngoài hơn dặm. Khoa Phù Mão quá mạnh, đánh hắn cùng cả bảo vật bay đi. Diệp Húc vừa ổn định thân hình, đã thấy Khoa Phù Mão hơi dừng nắm đấm lại, lập tức thu về, xoay người nhảy đi như bay, cao giọng nói: Lão đệ, ngày khác chúng ta lại đánh một hồi, hôm nay ta hết hứng rồi kìa. Diệp Húc từ từ phun ra một khẩu chọc khí, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Với tính cách khiếu chiến của Hữu Tài huynh, sao lại chỉ thi triển có một chiêu liền rời đi như vậy? Chẳng lẽ hôm nay hắn ta thật sự không có hứng hay sao? Tính tình của Khoa Phụ Tộc cũng thật là quái dị. Trong phòng bệnh, Khoa Phụ Minh Nguyệt nhấc một thùng sắt thật lớn lên, từng chậu dược tài nồng hương được đổ vào trong thùng, lập tức bắt lấy mấy tiểu hỏa tinh đặt ở dưới dược thùng. Trong dược thùng, Khoa Phù Mão nhô đầu ra lại nhà mà nói: Minh Nguyệt tỷ, tiểu tử này dùng vũ bảo đè ta, quá tổn hại. Ta vốn không nghĩ tới tòa quái tháp của cậu ta lại cứng rắn như vậy, lại nặng như vậy. Tay gãy rồi thì đừng có nói nữa đi. Đại Phu Y chừng hắn một cái, quả trách mà nói: Ta là gãy tay, cũng không phải đứt cổ họng mà. Khoa Phù Mão còn định nói nữa, một cái chậu gỗ chụp lên đầu của hắn. Khoa Phụ Minh Nguyệt giơ tay ấn lên chậu gỗ, ấn cả người hắn xuống trong dược thang. Ba ngày sau, khi Diệp Húc nhìn thấy Khoa Phụ Mão, hắn vốn tưởng vị đại hán khôi ngô này tới tìm hắn là để đánh một hồi nữa, không nghĩ tới Khoa Phụ Mão cũng không hề nhắc tới chuyện này mà giữ chặt lấy hắn, thần thần bí bí mà nói: À, lão đệ, đi cùng ta tới Thiên Điêu Cung cầu hôn thôi. Diệp Húc chần chừ một lát, do dự nói: Hữu Tài huynh, huynh xác định chúng ta đây là đi cầu hôn chứ không phải là đi tìm cái chết đấy chứ? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 67 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy hôm nay có một chút chuyện bận, vì thế là đọc ra chuyện muộn. Sau tập này thì Khánh Duy sẽ đọc một tập nữa, thế nhưng phát muộn, phát đêm. Thì các bạn bạn nào mà đêm chưa nghe, chưa ngủ thì có thể đọc, có thể nghe. Còn không thì các bạn có thể sáng mai để dành nghe gộp thêm cả những tập ngày mai nữa. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Nay có sự sắm sửa một chút và dọn dẹp nó hơi muộn, các bạn có thể nhìn thấy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.